Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa bắt đối tượng Bùi Thị Xuân, sinh năm 1979, ngụ tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, từ khoảng năm 2014 đến tháng 11-2019, bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1978, ngụ tại thành phố Biên Hòa đã nhiều lần cho Xuân mượn tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để đầu tư. Khi bà Ngọc đòi lại số tiền kể trên để mua nhà thì Xuân tiếp tục xin nợ và hứa sẽ kiếm nhà để mua cho bà Ngọc. Đến cuối tháng 12-2019, Xuân nói bà Ngọc đã tìm được ngôi nhà ưng ý và đề nghị bà Ngọc đưa 100 triệu đồng nữa để đặt cọc. Do tin tưởng, bà Ngọc tiếp tục đưa tiền cho Xuân. Tuy nhiên đến ngày giao nhà như thỏa thuận, Xuân cố tình né tránh không thực hiện nên bà Ngọc làm đơn tố cáo. Ngoài ra quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hiền, sinh năm 1952, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và bà Phan Thị Thêm, sinh năm 1970, ngụ tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tố cáo Xuân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuân đã lừa hai nạn nhân trên góp vốn mua đất chung với số tiền gần 7 tỷ đồng. Đầu năm ngoái, Xuân bị khởi tố nhưng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 9 tháng 5, Bùi Thị Xuân bị bắt khi đang ở tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.